Hello, xin chào tất cả các bạn trở lại với kênh của mình. Tiếp nối trong chuỗi series video về game NFT, Play to Earn hiện đang xu hướng rất hot trên thị trường cryptocurrency hiện tại. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ đem đến cho các bạn các bản cập nhật của những con game mà mình đã review và tham gia trên kênh của mình. Thì con game đầu tiên có một bản cập nhật khá là lớn, đó chính là con Overlord. Thì đây là bản cập nhật nó giúp cho con game này có thể hoạt động trở lại. Thì như các bạn đã biết á, thì cái con Overlord này nó đã bị một cái tình trạng là cái giá của nó xuống rất là thấp, và cái việc mà các bạn đánh PvE á, thì nó sẽ là lỗ các bạn. Nó khi mà trừ phí giao dịch thì nó sẽ là lỗ, cho nên là con game đó là dường như cái chế độ PvE, con game Overlord này dường như chế độ PvE của nó đã gần như là chết rồi các bạn. Và mới đây cái team dev của Overlord đã cho ra một cái bản cập nhật giúp con game này có thể hồi sinh, đó chính là áp dụng zero fee cho các trận đánh PvE các bạn. Tức là bây giờ các bạn đánh nó sẽ không tốn phí nữa. Thì đây chính là mình có nói, đây chính là một trong những cái cách để hiệu quả để có thể cứu được những con game mà có hướng đi lâu dài các bạn. Đây chúng ta sẽ cùng xem cái thông báo của team. Đây. Thì vào lúc 1 giờ 35 chiều các bạn, thì cái bản cập nhật này nó đã được áp dụng. Và bây giờ các bạn đánh là sẽ zero fee nha các bạn. Và cái reward nó sẽ trả bằng cái đồng OVL, tức là cái token thứ hai các bạn, nó sẽ không trả bằng lo nữa, token lo nữa, mà nó sẽ trả bằng token OVL. Thì điều này sẽ khiến cho cái đồng lo của nó sẽ có thể tăng giá trở lại các bạn, bởi vì nó không có bị vướng cái áp lực bán. Đây, đồng OVL cũng bắt đầu giảm các bạn, bởi vì bây giờ là cả hai chế độ PvP và PvE nó đều sử dụng đồng OVL để làm cái reward để trao thưởng các bạn, cho nên là cái đồng này là bắt đầu đã giảm rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào mình đánh xem là nó có giảm hay không bạn, nó có free hay không các bạn, free game không các bạn. Đây là đầu tiên bạn vào, các bạn sẽ một phần login ở đây nè, sau đó các bạn ký cái hộp cỡ cái MetaMask. Thì cái con này của mình là cái con Re5. Thì con Re5 này sẽ là 3 lượt đánh, mà mình đã đánh thử 2 lượt các bạn và mình đã được 123 OVL. Thì mình sẽ đánh tiếp cái lượt thứ ba này. Cái hiện như vậy là không đánh thành công các bạn, tức là nó bị thua rồi các bạn, không có được thưởng. Thì khi mà các bạn được thưởng thì cái con số ở đây nó sẽ hiện lên. Thì hiện tại mình thấy là cái điều này nó sẽ giúp cho con game có thể đi lâu dài, bởi vì các bạn không tốn phí thì chắc chắn các bạn sẽ được lãi cái phần OVL này. À bây giờ cái con Re5 nó đánh được 5 lượt lận bạn. Khá là hay. Giờ Re5 nó đánh được tới 5 lượt lận. Mình tưởng là 3 lượt nhưng mà nó đánh được tới 5 lượt lận. Để mình xem cái phần history nó xem sao. Như vậy là đã có được một sự điều chỉnh tăng hơn so với lần trước các bạn. Lúc trước khi mà các bạn đánh ở chế độ này thì cái con Re1, Re2 thì các bạn chỉ đánh được khoảng một lượt thôi các bạn. Và Re3, Re4 các bạn sẽ đánh được 2 lượt. Re1, 2, 3 thì các bạn sẽ đánh được 2 lượt. Re3, Re4, Re5, Re6 thì các bạn 4, 5, 6 thì các bạn sẽ đánh được 3 lượt các bạn.
Thì bây giờ hình như nó có một sự thay đổi là re 5 4 5 6 thì có thể đánh được tới 3 lượt lẫn 5 lượt lẫn vàng. Thì để mình xem trong phần đốc nó có cập nhật hay không. Phần đốc này hiện tại là chưa có cập nhật, nhưng mà mình thấy là mình đánh được 5 lượt thì có lẽ là cũng không biết tại sao các bạn, thì có gì mình sẽ cập nhật cho các bạn sau. Thì hiện tại cái con re 5 này và re 6 đã đánh là đánh được 5 lượt nha các bạn. Và tiếp theo mình sẽ mang đến cho các bạn cập nhật của Valkyrio. Thì cái con game này các bạn, nó đã được áp dụng cái đồng Irio này vào game các bạn. Và các bạn có thể thấy là từ từ cái lúc mà nó áp dụng vào game nè, nó đi một sải rất là dài tới đây luôn, là chia khoảng chừng 100 200 gì đó bạn, là bởi vì con game này nó chưa có xây dựng cái cơ chế. Làm các bạn là và các bạn nó từ lúc nó ra thì mọi người họ đánh được á, thì họ sợ là cái phần thưởng cái token này nó giảm á, cho nên là họ đánh đánh tới đâu là họ rút tới đó, đánh tới đâu là rút tới đó, cho nên là cái đồng này nó giảm rất là sâu luôn, nó giảm cực kỳ nhiều. Và đến sáng ngày hôm nay thì cái bên Valkyrio đã cập nhật và cho ra một cơ chế lam mới, thì mình sẽ cập nhật cho các bạn. Đây là cái bản cập nhật mới nhất của con Valkyrio đó bạn. Thì cơ chế làm mới sẽ như sau. Thì khi fighter đánh á, họ sẽ phải cần chờ đến 7 ngày để các bạn mới có thể làm được các bạn. Nó sẽ khóa cái chức năng làm này, nó sẽ khóa cái làm này trong 7 ngày. Nhưng vẫn phần thưởng vẫn như cũ, các bạn vẫn vẫn quy đổi theo USD như cũ, chỉ là nó chỉ khóa các bạn trong 7 ngày thôi. Khóa làm này trong 7 ngày thôi. Thì cái này giúp cho việc mà hạn chế bán ra liên tục cái đồng Irio này để giúp cho cái đồng này có thể khôi phục giá cũng như là cân bằng game hơn. Thì mình thấy cái cơ chế làm này nó khá là ok và ổn, và hiện tại là không có vấn đề gì. Thì với việc mà áp dụng cơ chế này, cái đồng này nó đã tăng lên và khá là hiệu quả. Thì với cái cơ chế này bị khóa trong 7 ngày á, thì các bạn nên canh những lúc mà giá cái đồng này giảm, thì các bạn vào các bạn đánh một lượt, sau đó thì các bạn cứ chờ nó giảm sâu thì các bạn vào đánh, thì chắc chắn nó sẽ có lãi. Như vậy là mình đã cập nhật xong về các bản cập nhật của hai con game Overlord và Valkyrio, thì đều là những bản cập nhật khá là tốt cho hai con game này. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà bạn thấy hay á, thì bạn cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh của mình. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.